một người phụ nữ Ukraine đã tưới lên mình chất lỏng dễ cháy và tự thiêu trước tòa án ở khu vực Kiev, được cho là để phản đối việc chồng cô bị từ chối hoãn nghĩa vụ quân sự. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Một người phụ nữ Ukraine tự thiêu vì chồng bị gọi ra chiến trường. Ukraine đứng trước lựa chọn định mệnh. Các vị trí chủ lực của Ukraine ở Karinki bị tiêu diệt hoàn toàn trong hỏa lực dày đặc. Nga chiếm hoàn toàn phía đông thành phố Chasovya, giờ gờ đã điểm. Cảnh sát khu vực Kiev xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày thứ Năm. Cảnh sát viết trên Telegram rằng, khi an ninh tòa án nhận thấy người phụ nữ tầm chất dễ cháy vào người, các lính canh cố gắng ngăn cản cô ấy, nhưng người phụ nữ đã tự thiêu. Khi đến nơi, người phụ nữ đã tỉnh táo nhưng bị bỏng khoảng 70% diện tích bề mặt cơ thể. Bài đăng cho biết và cho biết thêm rằng cô đã được đưa đến bệnh viện. Đoạn video được chia sẻ trên mạng cho thấy người phụ nữ đi vào bùng binh trước tòa án, đánh rơi túi sách xuống đất và đổ chất lỏng lên người. Sau đó cô đứng trước tòa, giang rộng tay trước khi quằn quại và ngã xuống đất khi ngọn lửa nhấn chìm cô. Ba người chạy ra khỏi tòa nhà và dùng bình chữa cháy phun vào người phụ nữ. Các kênh tin tức địa phương và Telegram đưa tin người phụ nữ đã tự thiêu sau khi chồng cô bị gọi vào quân đội Ukraine và người ta từ chối lệnh hoãn đi lính của anh này. Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định, theo thông tin sơ bộ, người phụ nữ và chồng chỉ đơn giản là giải quyết vấn đề quyền nuôi con. Kênh Kiev Info Telegram viết, hôm nay ở Kiev, một người phụ nữ đã tẩm chất dễ cháy vào người và tự thiêu. Theo nguồn tin, mọi việc xảy ra là do vợ chồng cô, một quân nhân, có đơn xin hoãn động viên nhưng bị từ chối và cô ấy đã tự thiêu ngày trước tòa án. Chính phủ Ukraine đang tăng cường nỗ lực huy động quân trong bối cảnh thiếu hụt trầm trọng binh lính chiến đấu trên chiến trường. Lãnh đạo Ukraine Zelensky đã ký một sắc lệnh gây tranh cãi, hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, trao quyền rộng hơn cho các sĩ quan nghĩa vụ quân sự và đưa ra các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những người trốn quân dịch. Đầu tháng này, Tổng thống Nga Putin ước tính Ukraine đang mất khoảng 50.000 quân nhân bị chết hoặc bị thương mỗi tháng, trong khi chỉ có thể huy động được khoảng 30.000 người mỗi tháng. Tờ Akhali viết, sau hơn 2 năm xung đột, Ukraine chỉ có hai lựa chọn để hành động tiếp theo, đó là đàm phán hòa bình hoặc thất bại chiến lược. Theo Akhaliev, toàn bộ vấn đề nằm ở thực tế, và thực tế không có lợi cho Ukraine và các đồng minh của họ, khác xa với ảo tưởng của họ về chiến thắng trước Nga trên thực tế chúng tôi thấy rằng quân đội nga đang tiến về phía trước và đạt được những thành công về mặt chiến thuật bất chấp thực tế là mỹ và eu đã phân bổ hàng tỷ đô la để tăng cường vũ khí và đạn dược cho lực lượng vũ trang ukraine để đạt được ít nhất một số tiến bộ ở mặt trận ấn phẩm lưu ý bài báo chỉ ra rằng sự đặt cược của phương tây vào sự thất bại của nga đã không thành công vì sai lầm chính của họ là đánh giá thấp sức mạnh của mình có vẻ như Ukraine với các lựa chọn hiện đang bị hạn chế nghiêm trọng sẽ phải đưa ra một lựa chọn quan trọng đó là hoặc tiếp tục chiến đấu, điều mà các chuyên gia và nhà phân tích cho rằng sẽ dẫn đến thất bại không thể tránh khỏi, hoặc hướng tới một giải pháp chính trị có thể chấp nhận được nhằm chấm dứt xung đột và giữ thể diện cho mọi người tham gia. Akheli tóm tắt Moscow đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng đàm phán, nhưng Kiev đã đưa ra lệnh cấm ở cấp lập pháp phương Tây đang kêu gọi Nga đàm phán, điều mà Moscow sẵn sàng thực hiện, nhưng đồng thời họ cũng vất lờ việc Kiev liên tục từ chối tham gia đối thoại. Điện Kremlin tuyên bố hiện không có điều kiện tiên quyết nào để tình hình Ukraine chuyển sang hướng hòa bình. Ưu tiên tuyệt đối của Nga là đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Hiện tại điều này chỉ có thể được thực hiện bằng biện pháp quân sự. Lực lượng phòng thủ Ukraine đang đóng quân tại các vị trí ở bờ trái phía đông sông Dnipro và đang chiến đấu với quân Nga tuy nhiên các đơn vị chủ lực của họ đã bị tiêu diệt. Dmitry Likhovy, người phát ngôn của nhóm chiến lược tác chiến Taria, khi được hỏi về tình hình ở Karinki đã nói rằng nó không quá nghiêm trọng như một số phương tiện truyền thông và blogger giải thích. Thông điệp chính của chúng tôi đó là lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu ở tà ngạn sông Dnipro, bao gồm cả khu vực làng Karinki, ông này nói. Tuy nhiên, ông thừa nhận sự thật là hầu hết các vị trí chủ lực của quân Ukraine tại ngôi làng này đã bị tiêu diệt hoàn toàn trước hỏa lực dày đặc, phối hợp và kéo dài của địch. Bản thân ngôi làng đã biến thành một đống đổ nát, bị phá hủy hoàn toàn bởi các cuộc tấn công của kẻ thù. Đây không còn là khu vực đông dân cư nữa, mà là nơi gần như không thể duy trì khả năng phòng thủ. Tuy nhiên, quân phòng thủ Ukraine vẫn ở vị trí và chỗ đứng được chỉ định ở tà ngạn sông Dnipro, tiêu diệt quân chiếm đóng và gây tổn thất đáng kể cho quân đội Nga. Ngoài Karinki, chúng tôi còn có các vị trí vững chắc khác. Các hoạt động chiến đấu ở tà ngạn sông Dnipro vẫn tiếp tục. Vào ngày 16 tháng 7, các nguồn tin của Ukraska trong Thủy quân lục chiến Ukraine cho biết, quân đội Ukraine đã rút khỏi làng Karinki ở bờ trái phía đông của Kherson Oblast. Cảnh sát cho biết 788 binh sĩ Ukraine được báo cáo là mất tích trong chiến dịch phòng thủ ở làng Karinki, bên tả ngạn sông Dnipro ở Kherson Oblast. Trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2023 đến cuối tháng 6 năm 2024, báo chí nói chuyện với những người đang ở Karinki hoặc đã vận chuyển người đến đó hầu hết đều cho rằng việc bảo vệ Karinki là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn với nguồn lực hạn chế ngay từ đầu. Một trong những sĩ quan tham gia chiến dịch cho biết, việc đến đó vào tháng 10 vào mùa đông là điều đặc biệt khó khăn. Toàn bộ bờ khu vực thành phố Chasovja nằm ở bờ trái của kênh đào Siversky Donetsk Donbass đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Dụ tin Nga đột phá vào trung tâm Chasovja. Quân đội Nga tiến về hướng Chasovja trong một chiến dịch nhằm mở toang cánh cửa để tiếp cận những thành phố cuối cùng của tỉnh Donetsk. Bước tiến của quân Nga được chính phía Ukraine thừa nhận, đó là toàn bộ phần Kalinoka nằm ở phía đông kênh đào Siversky Donetsk Donbass đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Trong 48 giờ qua, bằng các hoạt động tiến công tích cực, quân đội Nga đã tràn ngập thêm ít nhất 4 km lãnh thổ ở khu vực Chasovya. Với việc toàn bộ phần phía đông của làng Kalinoka đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga, thì toàn bộ phần trái của thành phố Chasovya đã bị rơi vào tay Nga. Quân đội Ukraine hiện phải rút hoàn toàn về phía bờ tây của kinh đảo và con đường chính con kinh này ở Chasovya đã trở thành chiến tuyến giữa hai bên. Kênh Redoka trên mạng Telegram đưa tin, Tại Chaubja, quân Nga chuẩn bị ra đòn quyết định tấn công vào Chaubja từ hướng phía bắc. Tại khu vực có địa hình cao ở phía đông bắc Chaubja, quân Nga đánh bật đối phương khỏi đường Olova và từ phần phía đông của làng Kalinoka, sau đó tiếp tục tấn công vào làng Grigoroka. Các mũi xung kích khác của Nga cũng tiến đến ngôi làng này từ làng Bodanoka mà họ đã chiếm từ lâu. Tại phía bắc làng Grigoroka có một khu mỏ, độ cao vượt trội của nó có thể khống chế toàn bộ khu vực và quân Ukraine đang cố gắng bám trụ. Với việc kiểm soát hoàn toàn phần phía đông của làng Kalinoka, nằm sát bên kênh Siversky Donetsk Donbass, sẽ mở ra cho quân đội Nga cơ hội về một cuộc tấn công thọc sườn vào các khu vực phía bắc Chasovja. Còn trang biên niên sử quân sự của Nga cho biết, quân đội Nga đã đạt được thành công đáng kể ở mặt trận phía đông, chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine và gây ra mối đe dọa cho Chasipja từ bên sườn. Sau khi quân đoàn của Lữ đoàn 200 và lực lượng đổ bộ của Nga chiếm được làng Kalinuka, chọc thủng tuyến phòng thủ kiên cố của quân Ukraine ở sườn phía bắc, quân Nga đã tiếp tục tấn công, vượt ra ngoài kênh đào Siversky Donetsk, Donbass. Hiện sư đoàn dù 98 Ivanovo của Nga đang mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực này lữ đoàn 200 và quân đoàn tình nguyện đang củng cố các vị trí xung quanh Kalinoka. Từ hướng Nam, lực lượng đổ bộ và các trung đoàn của quân khu phía Nam quân đội Nga đang tiến về Chasovya từ đầu cầu Ivanovsky, tấn công vào các vị trí của quân Ukraine dọc theo kênh đảo. Các cuộc không kích liên tục bằng bom lượn có điều khiển của lực lượng không quân chiến thuật và tấn công bằng UAV FPV và pháo kích đang gây áp lực nghiêm trọng lên quân Ukraine phòng ngự tại Chasovya các đơn vị của quân đội Ukraine đang kêu ca về hỏa lực bắn phá liên tục của quân đội Nga tại Chasovja. Một số nguồn tin Ukraine trích dẫn thông tin tình báo từ quân đội Ukraine cho biết các đơn vị tấn công của quân đội Nga đã vượt qua được kênh Seversky Donetsk Donbass, nơi chia thành phố Chasovja thành hai phần và giành được chỗ đứng vững chắc ở các vị trí ở bờ đối diện. Nguồn tin của Ukraine cũng cho biết các đơn vị của quân Ukraine ở Chasovja đã buộc phải rút khỏi vị trí của mình ở sát vị trí kênh đào, lùi vào các đồn điền trong rừng nhằm hạn chế tổn thất, đồng thời cố gắng kìm bước tiến của quân đội Nga sang khu vực phía tây thành phố. Đồng thời, các nguồn tin Ukraine ghi nhận một xu hướng cực kỳ tiêu cực đối với lực lượng vũ trang của họ, đó là buộc phải rút lui khỏi vị trí của mình để giữ được quân số hoặc cố gắng giữ vững các tuyến phòng thủ, nhưng phải chấp nhận tổn thất về quân số và vũ khí trang bị tuy nhiên chỉ huy các đơn vị ukraina trong phần lớn các trường hợp thường cố gắng giữ vững trận địa vì ngay cả đối với những tổn thất nặng nề nhất về quân số họ vẫn được đảm bảo không phải chịu trách nhiệm nhưng nếu để mất trận địa họ sẽ phải bị truy cứu trách nhiệm do đó những chiến thuật mà chỉ huy quân đội ukraina sử dụng đang dần đưa ukraina đến gần cái gọi là ngưỡng tử thần thể hiện ở việc mất đi một phần ba dân số có khả năng thực hiện nghĩa vụ quân sự trong hầu hết các trường hợp kéo theo đó là sự thất bại trong bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào. Đến đây thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.